Vâng, và lại chào toàn thể các bác. Thì hôm nay bên shop em lại về rất chi là nhiều thưởng để phục vụ các bác cái trong cái việc đi rừng đào măng và làm nông nghiệp. Thì đối với cái thưởng này cực kỳ là tiện lợi nha các bác nhé. Đây. Ở bên em có hai mẫu thưởng để cho các bác lựa chọn, một cái loại dài và một cái thì ngắn hơn một chút, nó như thế này các bác ạ. Nhưng chất liệu đều là một loại thép tốt cực kỳ nha các bác nhé. Giá cả thì lại cực kỳ là hợp lý luôn. Em bán với một cái thuổng như này là 100.000 tại bên shop em. Và bên shop em bán tất cả những cái dụng cụ về săn bẫy, về nông nghiệp. Các bác có thể mua 1-2 sản phẩm thì em gói theo cùng những cái thuổng này, các bác sẽ không mất cước nhá. Đấy, giá cực kỳ là hợp lý luôn. Bên em nếu mà các bác mà theo dõi kênh của em thì các bác biết rồi, em bán về dụng cụ nông nghiệp rất chi là nhiều. Bán về đồ săn bẫy đi rừng đều cần những cái thuổng như này, thực sự nó rất chi là cần thiết. Đấy, các bác theo dõi em đi đánh chuột đánh rũi đấy, đào hang nếu như không có chiếc thuổng này thì rất chi là khó làm. Và với một cái chiếc thuổng với giá là 100.000 như này thì các bác làm tất cả mọi công việc đều tiện lợi các bác nhé. Thế thì trên thị trường thì em cũng thấy có các bác bán dụng cụ nhà lông nhưng với những chiếc thuổng mấy trăm nghìn, 350-400 thì các bác lên sắm một chiếc thuổng như này chỉ có 100.000 đồng thôi, làm thì cực kỳ là tiện lợi. Đây các bác này, số lượng thì mới về rất chi là nhiều nhá. Các bác quan tâm thì cứ để lại số điện thoại ở bên dưới cái video này, em sẽ trực tiếp gọi để tư vấn các bác về các mẫu khác nhau. Hoặc là các bác có thể kết bạn với số Zalo của em là số 0869054295, 0865692498. Hai cái số đấy là hai kênh của em. Em đều đăng tải tất cả những cái video về những cái sản phẩm của bên em. Và tất nhiên những cái sản phẩm này khi em giới thiệu tới các bác đều là những sản phẩm bên cơ sở em đã dùng, cảm thấy và nó rất chi là tốt và tiện lợi thì em mới giới thiệu tới các bác nhé. Với những chiếc thuổng như này thì chắc các bác dùng chả bao giờ hỏng, bởi vì những cái chất thép này là thép em đặt nha các bác nhé. Toàn hàng đặt các bác nhìn này, cực kỳ là dày dặn mà tốt và sắc bén thì lại cực kỳ luôn. Thì những cái thuổng như này em bán cho các bác là nó không có cán nhé, để khi gửi cho các bác cho nó tiện lợi. Còn nếu mà làm cán thì em cũng làm được ngay, nhưng mà để mà gửi cho các bác làm sao mà cho tiện lợi nhất thì em đặt cái loại ngắn như này về các bác có thể chêm. Đây như chiếc thuổng này em đi đào suốt đây, các bác nhìn này, rất chi là dễ, chỉ cần một cái cán dài một đoạn thôi, tùy thuộc các bác thích làm dài hay thích làm ngắn, làm sao để cho nó thích hợp nhất để các bác làm. Và giá cả thì nó lại phải hợp lý. Tất cả các bác nhà lông, bác nào tham khảo thì có thể là mua và dùng rất chi là tiện ích luôn. Đấy, ví dụ như nhà em dồng mấy cái bụi măng bát độ ấy, thì dùng cái thuổng này đào thì cực kỳ là tiện lợi. Rồi là đi đào hang bắt chuột, tất cả đều dùng những cái thuổng này cực kỳ là tiện nha các bác nhé. Đấy, và sản phẩm về những cái đồ nông nghiệp của bên em thì rất chi là nhiều đấy. Nếu như mà các bác mà đem dõi các bác biết thì ví dụ như đây này, em mới để một hộp kìm này, chuẩn bị là gửi cho các bác này. Tất cả những dụng cụ cực kỳ là nhiều. Các bác có thể mua 1, 2, 3 sản phẩm gói đi cùng với nhau thì giá cả nó lại trở lên rất chi là rẻ mà hợp lý. Đấy. Thế mà các bác mà quan tâm nhá, alo trực tiếp tới bên em nhá. Số điện thoại em đã để bên dưới tiêu đề rồi đấy ạ. Và các bác đừng quên ấn vào đăng ký và ấn vào chuông, để mỗi lần em làm video các bác sẽ nhận được những cái thông báo về tất cả những cái sản phẩm của bên em. Vâng, chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau nhé.